Người dân Pháp được dự kiến sẽ trừng phạt Tổng thống Hollande trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố tên từ Paris. Vào ngày hôm nay, các cử tri Pháp lại được kêu gọi để đi bỏ phiếu vòng 2, cuộc bầu cử cấp địa phương. Các phòng phiếu đã mở cửa vào lúc 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương ở các địa phương và tỉnh nhỏ. Tại Paris và các thành phố lớn, phòng phiếu mở cửa cho tới 20 giờ tối. Trong số 36.700 công xã, quận, thành phố bầu lại thị trưởng dân biểu địa phương, chỉ có 6.455 nơi tổ chức cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày hôm nay. Các nơi khác đã có kết quả ngay sau vòng 1 cách đây được một tuần. Trong vòng 1 thì cách đây được một tuần, tỷ lệ cử tri vắng mặt lên tới mức kỷ lục là hơn 36%. Sau vòng 1, nhìn trong tổng thể thì cánh hữu đã về đầu với 46.54% số phiếu, cánh tả 37.74%. Cánh tả, đặc biệt là đảng xã hội, hy vọng là nếu trong vòng 2 số cử tri tham gia bỏ phiếu cao hơn vòng 1 thì sẽ hạn chế được quy mô thảm bại. Đảng cực hữu mặt trận quốc gia Front National đã có một ứng cử viên thắng cử ngay vào vòng 1 và về đầu tại 21 công xã. Trong vòng 2 thì đảng này có danh sách ra ứng cử tại 328 đơn vị. Như thông lệ, vào lúc 20 giờ hôm nay theo giờ địa phương, các phương tiện truyền thông sẽ công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử.